Cô thân ái chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn những bạn tuổi Thìn. Thì trong cái phương hướng mà cái cách chọn vợ chọn chồng, thì cái bài viết này nó chỉ đứng trên một cái khía cạnh là người ta xem tuổi và tuổi vợ và thiên can của chồng. Cho nên nếu mà dựa theo cái này thì nó cũng chưa đầy đủ. Nhưng mà cô muốn mượn cái bài này để cô lý giải cho các bạn thấy là cái quan điểm hôn nhân của ngày xưa và ngày nay nó có những cái giống và những cái khác như thế nào. Chứ chúng ta không bây giờ dưới cái thời buổi hiện đại này, cái quan điểm về cái cuộc hôn nhân và gia đình của mỗi cái thời đại nó khác nhau rồi. Bây giờ không còn cái thời đại mà trọng nam khinh nữ, mà nam nữ nó bình quyền. Ngày xưa đó là cha mẹ gả đâu á thì con ngồi đó. Nhưng mà ngày nay thì nó lại khác. Hôn nhân là đa phần là cái tuổi trẻ của mình nó quyết định rồi đưa đến chia gặp cha mẹ để mà hợp thức hóa được vấn đề tình cảm của mình để mà đưa đến cái chuyện hôn nhân. Ngày hôm nay á thì nữ không có còn bị khinh thiệt xem thường như ngày xưa nữa. Là ngày xưa đó trai á có thể năm thê bảy thiếp, nhưng mà gái chính chuyên chỉ có một trào chồng thôi. Thì quan điểm nó có xưa cũ rồi. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta phân tích và chúng ta theo cái lối giảng dạy như thế này thì chúng ta sẽ thấy nó có cái phần chênh lệch, nó có cái phần khắc kỵ như thế nào, không hợp lý, không hợp thời. Thì chúng ta theo cái xưa, chúng ta hay thì chúng ta nên tiếp tục chúng ta làm. Nhưng mà nó có cái gì mà không còn phù hợp nữa thì chúng ta không nên theo, không nên làm theo như vậy. Thì bây giờ đầu tiên, nếu cái người tuổi Thìn mà lấy chồng người tuổi Ất, có thiên can Ất, thì theo tử vi thì nó là tốt đẹp. Thì thế nào là tốt đẹp? Thì giống như là, ý như là, ví như là mình là cái người tiên nữ mà mình lấy được cái người chồng là cái người phàm, như là từ thức lấy vợ tiên, thì là loan phụng hoài duyên, đẹp duyên điên như rồng mây tương hợp. Thì đó là một cái cuộc hạnh phúc, có một cái cuộc hôn nhân nó vuông tròn, nó mỹ mãn. Thế thì chúng ta thấy nó tốt đẹp đúng rồi nha các bạn. Bây giờ nếu mà nữ mà lấy chồng tuổi Bính thì trong tử vi bảo là nó là bình. Bình đây có nghĩa là bình hòa. Nhưng mà mình phân tích tại sao nó bình hòa và theo cái quan niệm bình hòa đó có đúng hay không nha. Người ta giải nghĩa là như chim mắc bẫy, như én lạc bầy, sầu thương dương dấn tình bi lụy, ngậm ngùi số khiếp người phụ nữ, ắt đến trung niên mới được nhàn. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta lấy cái chồng Bính, người nữ mà lấy chồng Bính thì cái cuộc hôn nhân đó là cái người phụ nữ rơi nhiều nước mắt, đau thương hơn, sầu thương ngậm đắng nuốt cay thương cho cái cuộc tình của mình. Nhưng mà theo sách vở đó là trung bình, thì chúng ta thấy là chúng ta không chấp nhận được cái sự trung bình đó. Nếu mà số khiếp chúng ta lấy và quay chồng để mà chúng ta đau khổ như vậy thì nó cũng không có phải là tốt đẹp gì nha các bạn. Rồi nếu mà nữ mà tuổi Thìn mà lấy chồng tuổi Canh á, thiên can Canh á, thì xa quê nước mắt đôi dòng lệ, duyên cớ gì đâu ngăn lứa đôi, cho kẻ gian đầu khóc cuối sông. Thì người ta bảo ra đó là hôn. Thì đúng rồi, đây là cái sự chia cách giữa cái tình cảm vợ chồng. Kẻ ở gian đầu khóc, kẻ ở cuối sông. Nó buồn thương, nó luyến nhớ, nghĩa là cái sự phân ly rõ ràng trong cái này. Thì rõ ràng nếu mà người vợ tuổi Thìn mà lấy chồng tuổi Canh thì nó dễ đưa đến cái phần đau thương, có cái phần khổ lụy, chia liệt. Rồi người tuổi Thìn lấy chồng tuổi Đinh, loan phụng hoài duyên, chim đủ đôi, con cháu đủ đầy vui sum họp, nợ duyên tàu khang đến bạc đầu. Nghĩa là nó có là sự hạnh phúc viên mãn. Đó là
theo sách vở đó là đại cát đại lợi, thì chúng ta cũng nhìn nhận đó là cái sự đẹp tốt đẹp ăn ở đến với nhau, đến răng long đầu bạc con già làng cháu đóng thì tốt đẹp thôi. Rồi nếu mà nữ tuổi Thìn lấy chồng tuổi Giáp, sách vở gọi là bình, thì chúng ta thấy thế nào? Theo quan niệm xưa lại là bình, một nắng hai sương cùng gian khó, tình chồng nghĩa vợ. Phải tròn do ra đồng góp sức dung trồng đất, tuổi trẻ gian nan hưởng phúc giàu. Nghĩa là ở cái giai đoạn đầu thì chúng ta có cái phần gian khổ, chúng ta cực khổ, một rắn hai xương giải dầu, cùng làm giàu thì cùng giàu, mà giàu thì cùng hưởng, mà cực khổ thì cùng chịu. Đến khúc mà tuổi về già thì chúng ta nó mới được an nhường hạnh phúc. Thì rõ ràng như vậy là cái sự bình hòa, có cái sự đi lên từ khó, từ gian khổ mà đi lên cho nó tốt đẹp. Rồi qua cái tuổi vợ mà tuổi Thìn mà lấy chồng thiên can kỷ, số chồng là có vợ lẽ nha. Như chim lạc quay về, như phút hát hồi tương hội, bỏ lúc gian nan thiếp đợi vàng. Thì bảo là cát, thì tại sao lại là cát? Bây giờ chồng có vợ lẽ rồi, bỏ mình đi biển biệt bao nhiêu năm trời, rồi sao quay về cây đa bến cũ mà thiếp đợi, thiếp mong đợi khước mà chàng về. Thì cái quan niệm đó cát, thì cát như vậy là mình thấy là không thuận lợi được, không không được rồi. Bây giờ quan điểm chúng ta không có chấp nhận là chồng có vợ lẽ, xã hội cũng công nhận không có vợ lẽ. Là nếu mà chàng đi thì cứ đi 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 luôn, được không có quay về đâu. Chứ mà nếu mà chàng đi có số có vợ lẽ, thiếp ở nhà chờ gió chờ mong, thì cái chuyện đó theo quan điểm ngày nay thì nó không phải là cát nữa rồi. Mà lúc đó nó sẽ là buồn thương cho số phận người phụ nữ. Và người phụ nữ ngày nay cũng không chịu được cái sự mà bị ruồng bỏ vì chồng, mà tham phó bỏ, tham giàu mà phụ khó, đi tìm cái nhan sắc mới. Thì nếu mà quan điểm là cát thì nó không hợp thời, không hợp lý nữa, phải không các bạn? Bây giờ nữ tuổi Thìn mà lấy trai tuổi có thiên can Mậu, buổi đầu quanh yến líu lo, giờ đây đơn lạnh gối chăn lạnh lùng, bao giờ gương dở lại lành, bao giờ cho thiếp líu lo cùng chàng. Thì như vậy trong tử vi nói là bình, nhưng mà theo quan niệm của một người nữ như cô thì nói đây không phải là bình, mà đây là một cái số phận buồn thôi. Buồn tại sao? Hồi đầu á thì là vợ chồng sum họp, rồi bây giờ vì một cái lý do gì đó mà chàng lại bỏ thiếp đi, để cho bây giờ chăn đơn gối lẻ. Bây giờ mình suy nghĩ bao giờ chàng trở về, bao giờ người chồng mình trở về. Như vậy là cái số phận đặt để cho mình quá cô đơn, quá lạnh lùng, thì không thể nói là bình được. Nếu mà nói là bình thì như vậy là mình không chấp nhận được theo cái quan điểm này hôm nay, đúng không các bạn? Rồi tuổi Thìn mà lấy chồng có thiên can Nhâm, yêu nhau đó rồi xa nhau đó, nghĩ đến chuyện xưa đổ lệ nhòa, trăm năm nghĩ lại tình ly hận, nghĩ đến tình duyên quá bận lòng. Thì theo quan niệm xưa thì cũng lại là bình. Bình trong cái cảnh cô đơn lẻ loi, bình để mà ngồi suy ngẫm cái cuộc đời mình bây giờ bao giờ thì chồng trở lại, bây giờ chàng phụ mình, bây giờ mình cứ ngồi để mình hỏi mà ầu tư suy tự, rồi nghĩ đến tiền tình duyên quá bận lòng, đau buồn như vậy mà bảo là bình thì cô thấy là nó không hợp. Rồi nữ Thìn mà lấy trai nhiêu tuổi có thiên can Quý thì được gọi là tốt, thương nhau gặp lúc cơ hàng,
ấm no rét lạnh cận kề bên nhau. Ngày sau cửa rộng nhà cao, đời ta cùng hưởng ấm nồng có nhau. Thì vội là quát thì thấy đúng rồi đó. Thì gặp nhau ở lúc cơ hàng, rồi cùng làm ăn, cùng chịu thương, chịu khó, một nắng hai sương, cùng làm, cùng sinh sống bên nhau. Thì về già thì được hưởng cái phúc lợi mà ấm nồng có nhau thì đúng là cái sự tốt đẹp rồi. Đồng quan điểm với mình thì mình chấp nhận được cái điều đó ha. Bây giờ cái tuổi nữ tuổi thìn mà lấy trai tân, trai thiên can tân, duyên tơ hồng là công nguyệt lão, tình đẹp duyên là bởi đôi mình, tình trước sau ăn ở thuận tình, hoặc nồng ấm lạnh có mình có ta. Thì đảo là cát thì đúng rồi, nghĩa là chúng ta ăn ở có trước có sau, cái sự mà hoặc nồng ấm lạnh cận kề bên nhau thì đó là một cái sự đúng. Thì chúng ta theo, chúng ta coi sách vở xưa để chúng ta học hỏi về tử vi, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái suy nghĩ, chúng ta phải có chính kiến để mà phân tích đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hợp thời và đâu là không hợp thời. Chứ chúng ta không quá cứng ngắc để mà chúng ta đi theo những cái lời gọi đó, mà chúng ta phải biết khoan, chúng ta biết nhu, biết cương, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hợp thời, đâu là khác thời. Thì nếu mà chỉ chọn vợ, chọn chồng theo cái thiên can thì nó chưa đủ, mà nó còn phải nhiều yếu tố. Phúc đức của ông cha nè, giữa mình với người chồng, gia đình chồng có phúc đức hay không, ăn ở có hiền lương hay không, thì mình chỉ khi mình về nhà chồng thì mình cũng được hưởng cái phúc đức của bên chồng. Nếu mà gia đình chồng mà rất là giàu, nhưng mà mình biết được cái sự là làm ăn thất đức, thì nếu mình dựa dẫm vào cái đi cái hiện tại thì nó cũng không có điều là tốt đẹp. Mà mình ta phải coi cái phúc đức cái đầu tiên. Người ta giàu nhưng mà giàu bằng cách nào? Giàu bằng cách làm ăn lương thiện, hay giàu bằng cách bóc lột người khác, giàu bằng những cái mánh khóe, thì nó cũng không phải là điều hay, phải không các bạn? Đó là chúng ta còn phải xét về phúc đức. Rồi chúng ta xét về cái gia cảnh của mình nè, cái gia cảnh của người khác nó có cái thuận đồng hay không, hay là nó quá chênh lệch. Nó chênh lệch đây mình không nói là vấn đề là giống như ngày xưa kiểu là nồi nào úp dung nấy, mà chênh lệch về cái kiến thức. Nếu mà sự kiến thức của hai người nó bất đồng quá thì cũng không thể đem đến cái hạnh phúc cho mình. Rồi mình có hợp mệnh hay không nè, mình có hợp tuổi hay không, thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc nha.